Sau nhiều ngày chờ đợi, chiều qua Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm thi Trung học phổ thông quốc gia, kỳ thi gộp tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng lần đầu tiên được tổ chức. Và mặc dù chưa có số liệu cuối cùng của tất cả các cụm thi do các trường đại học tổ chức, nhưng tại cụm thi số 25 do trường đại học Vinh chủ trì, điểm thi của thí sinh khá cao, trong đó có 37 điểm 10. Thêm một kỳ thi nữa, học sinh hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã chứng minh vì sao trong các kỳ thi đại học vùng đất xứ Nghệ lại có nhiều thủ khoa và học sinh đỗ đại học điểm cao đến như vậy. Theo đánh giá ban đầu của trường Đại học Vinh, đơn vị chủ trì cụm thi số 25, điểm thi khá cao, phổ điểm thi phổ biến ở mức từ 5 đến 8 điểm. Các môn thi tự luận từ 5 điểm trở lên là khoảng từ hơn 60 đến 70%. Các môn thi trắc nghiệm nằm trong khoảng từ 80 đến trên 90%. Chỉ có môn ngoại ngữ đạt từ điểm 5 trở lên rất thấp, 3.600 bài thi, trên tổng số hơn 31.100 thí sinh dự thi. Có nghĩa là chỉ có 11,57% thí sinh đạt từ điểm 5 trở lên. Đặc biệt là điểm giỏi từ 8 điểm trở lên khá cao, khó cụm thi nào có thể vượt qua. Riêng điểm 9, điểm 10 đã có đến khoảng 3.070 bài thi. Đặc biệt có 37 bài thi đạt điểm 10, điểm không làm tròn. Trong đó cao nhất là môn hóa có 21 điểm 10, môn toán có 10 điểm 10, môn sinh có 3 điểm 10, môn địa có 2 điểm 10 và ngoại ngữ có 1 điểm 10. Thì có một cái điều rất đáng mừng, đó là cái tổng số thí sinh là tham dự là trên 37.000 em, nhưng mà cái phổ điểm là tương đối cao so với tương đối là tốt so với các cái cụm thi ở trong cả nước, và nó đánh giá đúng cái thực chất năng lực của thí sinh. Như vậy là cái tỷ lệ tốt nghiệp cũng như tỷ lệ và để xét tuyển vào cao đẳng đại học là đối với cụm thi số 25 này là tính chất rất là khả quan. Toán là môn thi được đánh giá là khó có điểm cao nhất trong các môn tự nhiên, bởi toán thi bằng hình thức tự luận. Nhưng điểm số môn toán của cụm thi số 25 lại cao. Có đến 3.900 thí sinh đạt điểm giỏi từ 8 đến 10 điểm. Tỷ lệ điểm từ trung bình trở lên chiếm đến 67,56%. Tuy nhiên bên cạnh đó thì toán cũng là môn thi có nhiều điểm liệt nhất, từ 1 điểm trở xuống. Với 141 bài thi bị điểm liệt, trên tổng số 160 bài thi bị điểm liệt của toàn cụm thi số 25. Điều này cũng có nghĩa những thí sinh bị điểm liệt môn toán, môn thi bắt buộc, thì dù các em có điểm số cao để xét tuyển vào các trường đại học, nhưng các em vẫn không đậu vì chưa tốt nghiệp. Có những trường hợp có những em sẽ đạt điểm cao nhưng mà vì điểm liệt cho nên là sẽ là không đậu tốt nghiệp cái môn đó, hoặc là không đậu tốt nghiệp trung học phổ thông thì dứt khoát là không được xét vào cao đẳng và đại học. Thì đó là những cái trường hợp đáng tiếc xảy ra. Thì nhưng mà trong quy chế cũng có nghĩa là các em có thể là không đậu năm nay thì sang năm các em được bảo lưu để có thể thi lại cái môn đó. Cái thứ hai nữa là nếu em nào mà còn băn khoăn thì các em có thể làm đơn để là nhà trường và cũng như là các hội đồng sẽ là xem xét cái phúc khảo của các em. Theo số liệu phòng đào tạo trường Học Vinh cung cấp, thì với khoảng 160 bài thi bị điểm liệt trên tổng số hơn 35.100 thí sinh dự thi toàn cụm, có nghĩa bài thi bị điểm liệt chỉ chiếm tỷ lệ 0,45%. Đây là một tỷ lệ thấp so với một số cụm thi khác trong cả nước. Điều này cũng có nghĩa tỷ lệ đậu tốt nghiệp tại cụm thi số 25 sẽ khá cao, khoảng trên 90%. Tuy nhiên, đối với những thí sinh bị điểm liệt các môn thi bắt buộc như là toán, ngữ văn hay ngoại ngữ, nếu các em bị điểm liệt cũng đồng nghĩa các em không đậu tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Ngay sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo công bố điểm thi, các thí sinh sẽ làm thủ tục đăng ký vào các trường đại học cao đẳng. Tuy nhiên, cách xét tuyển năm nay cũng hoàn toàn mới. Vì vậy, các thí sinh cần thường xuyên truy cập trang web của Bộ Giáo dục Đào tạo, đặc biệt là trang web của các trường đại học cao đẳng mà mình có nguyện vọng, để xem xét kỹ lưỡng, có sự lựa chọn phù hợp và nhất là có thể trúng tuyển ngay từ nguyện vọng 1.